đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dạ, dù mái nắng sau cơn mưa kia, mình hát chậm quá, đau thật nhiều nhưng không hề hối tiếc. Và chẳng cần lo âu vì trái tim anh không mẹ chắc sẽ ngừng đâm. Đó, hay chưa? Các bạn biết tại sao không? Khánh phải trốn ra đây, bởi vì ngày hôm nay là buổi ra mắt MV mới của Miu Lê. Mà hả, Khánh có một cái tật là đi đâu nghe đến nhạc Miu Lê một cái là sướng người liền, hát liền. Tại vì bài nào của Miu Lê Khánh cũng thuộc hết đó. Nhưng mà tại vì Khánh hát hay quá đó, nên là lúc nào mà hát mà có Miu Lê là Miu Lê la Khánh chết. Nên Khánh phải kéo các bạn ra đây. Đừng nói cho Miu biết nha. Bye bye. Hồi nãy là hát giỡn thôi, bây giờ mới là khúc với một ca khúc một đoạn thôi nha của Miu Lê, đó chính là ca khúc ngày ấy qua đi thật mau, bây giờ xa thấy nhớ, chuyện ngày xưa vẫn đây đã không còn bé con, trời đã qua bao mùa thu, bao mùa đông đã tàn. Oh oh yeah, ngày thơ bé nói quên rồi các bạn ơi. Còn cái bài gì nữa nè. Một vì sao đang bay ngang qua nói với anh rằng em đã đi rất xa. Ngôi sao kia như đang một mình, như chính anh đang ở đây. Na 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 na. Không, tại vì hát được bắt chước hát theo vài đoạn thôi, chứ mà kêu mà hát cả bài không có thuộc lời. Như lại là lên sân khấu bị rung lắm, nhát lắm, diễn kịch diễn hề được chứ là có sĩ sợ lắm. Đi. Đồng ý liền. Từ khi mà mình diễn mình đứng có Miu Lê với cái bên là coi như là một cái gì đó trợ lực rất là lớn, nên là mình sẽ khi mà có cơ hội đó thì mình sẽ ráng mình làm tốt. Mà chắc là ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.